đã hoa hồ Thị Kỷ chuẩn bị ngày 20 tháng 1 nên là hoa rất là nhiều luôn, hoa quá trời. Chuẩn bị 20 tháng 10 hoa quá trời hoa. Ồ, đông nghẹt. Rồi đông nghẹt luôn. Ồ, kẹt xe luôn rồi. Thua. Nó chặt rồi, mấy chiếc xe lớn mà chui vô đây nữa, giả hiểu luôn. Đó, con đường hoa. Thấy con đường hoa không? Hoa quá trời hoa. Không mua, đừng đụng chạm vào. Rất là gắt. Không mua thì đừng có đụng vào. Chắc vào là bông hoa, hoa các kiểu các thứ. Có thanh tới bằng hệ tín dụng nữa. Khi đường hoa, wow, một cái lẳng hoa, cái bó hoa quá bự, bự cho bá. Có một bà lão đang đi qua, quẹo vào đây. Thì sẽ ra được cái chỗ phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ vào buổi chiều. Đó, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ đây. Khô cá, quần áo, chè nè, chuối ngào đường á, bánh gà lắc kiểu Mỹ. Giờ mới có 2 giờ thôi à, nên là một số ít quầy hàng dọn ra, còn đa phần chưa có dọn ra. Vì vậy thì vẫn có người ăn ở trong cái đoạn đường này. Còn buổi chiều á, đi buổi tối khoảng 6-7 giờ tối á, rất là đông, đông cực kỳ đông luôn. Và những cái quầy hàng á, họ cũng dọn ra rất nhiều. Còn giờ này á, thì hơi vắng, hơi ít quầy hàng, nhưng mà dù xa thì cũng là chợ Hồ Thị Kỷ thôi, đúng không nào? Đó, những chiếc xe mà có đèn led là biết bán sinh tế rồi, bán trà sữa các loại. Bánh mình xưa không ai, không biết giá nhiều, nó không có đợi giá luôn. Đinh sim, đinh sim. Rồi hết rồi, mọi người đã đi tham quan xong rồi. Xong, còn ra đây, quẹo qua phải là đường Lý Thái Tổ. Không, hoa quá trời. Từ cái đầu đoạn đầu đường Hồ Thị Kỷ đã thấy hoa rồi.